Đây, chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 27 Tết rồi mà mọi người thì đã về nghỉ Tết, nhưng mà cũng còn rất là nhiều người chưa nghỉ Tết. Mới nghỉ làm đến 30 luôn à? Mai nghỉ. Ủa thế quê chị ở đâu? Quê chị ở đâu? Quảng Ngãi. Là đi xe đò về? Đi xe đò thì mấy ngày về nơi chứ? À, thế đi về thì xe này mình gửi ở đâu hả chị? À, để ở nhà trọ. À, một cái xe này sắm bao nhiêu tiền đúng không chị? Triệu mấy á? Bữa nào cho em thuê em đi chở đồ á? Mua bếp ga này lát xíu ra bán này có tiền rồi. Nếu về Quảng Ngãi hình như là vé xe phải mua trước mới có đúng không chị? Vé mà có mắc tiền đúng không chị? 850. Còn ngày thường là bao nhiêu? Ôi giời, sao mắc thế, không đợi qua Tết để về? À. Thế à? Mà thế là năm nay à, chị làm này thì bao lâu về một lần? Khoảng 2 tháng về một lần. Làm này thì mỗi tháng dư được mấy chục triệu không? Đủ ăn thì em thấy trước có một chị đi buôn cái loa gì đấy, có mấy triệu yên Nhật ở trong đó, 5 triệu yên. Có 5 triệu yên Nhật, xong rồi trời ơi, công an để một năm không ai nhận, xong chị bán thì bao tiền luôn. À, đó, chị mua được cái bếp ga này. Chị ở quê chồng con thì chưa? Có rồi á, sao nhìn trẻ thế? Mới 40 tuổi mà nhìn trẻ thế. Đây, chú này chú bán vé số này. Đi xe lăn lắc ra. Đây trong một cái con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Đây đồ nghề. Đồ nghề của chị thì có là đây là một cái cân. Cái cân đồng hồ. Một cái túi này thì để mấy cái đồ lặt vặt linh tinh. Một cái cưa kia để cưa. Cưa này cưa sắt à chị? Hay cưa gì? Cái cưa đấy để cưa gì? À đó, để hoặc tôn hoặc sắt nhôm thì chị sẽ cưa. Đó. À, trên này là các cái túi đựng. Đây là một cái xe này thì để đi mua đồ. Đấy, có cái giỏ này mua chậu hoa về trồng trưng Tết hơi bị đẹp ha. Ở lại có kèo thơm hay sao mang cân đi cân. À, đó, chúng ta sẽ qua đây nhé. Coi xem là chỉ mua đồ. Đó. Ôi chà chà. Rồi. Trời ơi, đây hốt bạc rồi. Đó. Chào bạn. Cái đấy khung bằng khung sắt thôi, khung sắt cả nhựa Đài Loan đấy. Cái này không phải nhôm đâu. Đó. Đó, bán ve chai đấy, chị sẽ mua cân những cái này lên.
cần sắt lên. Trời ơi. Chai đó khuyến mại luôn. Chai đó tặng luôn. Đó. Đó, chú bán vé số đó. Rồi, sau khi mà mua được mớ sắt thì cô ấy cất cái cân, buộc cái cân lên đằng phía đằng sau kia, buộc cái cân lên phía đằng sau và chuẩn bị bây giờ cô sẽ để những các cái mớ sắt lên trên, đồng thời là trả tiền. Đây cô đang trả tiền, cô đứng đằng trước cô trả tiền cho cái chú bán vé số và chú bán các cái mớ sắt vụn đó. Như vậy là cô đã mua được cái mớ sắt này rồi. Mớ sắt này thì lát xíu sẽ mang ra các cái đại lý ve chai, các cái đại lý ve chai để gom, tức là đại lý họ mua cái ve chai này họ sẽ gom riêng, sắt riêng, giấy riêng, rồi giấy báo riêng, giấy bìa riêng, rồi gọi là họ phân loại ra, nhôm, gang, chỉ đồng, họ phân loại tùm lum thứ nó khác nhau, sau đó thì họ sẽ bán cái họ sẽ bán lại cho những các cái lò khác để họ mua cái này về. Đó. Cái đó thì làm sao cưa được đúng không? Cứ để nguyên thôi. Đó. Hết sức bình tĩnh. Đây cuộc sống ở trong hẻm Sài Gòn này các bạn. Đó. Tôi đang chất những cái lên để bán nốt để rồi đi về Tết à. Rồi video clip của Tuấn Dương thì xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Bye bye các bạn.